Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Trương Mỹ Nhân tậu xế hộp đắt đỏ dành tặng điều tốt nhất cho con. Trương Mỹ Nhân có tổ ấm viên mãn bên bạn trai phía Ngọc Hân và con gái Bona dù chưa tổ chức đám cưới. Cô chứng tỏ bản thân là phụ nữ độc lập khi tự tậu biệt thự đến mua xế hộp đắt đỏ. Không có bạn trai, Trương Mỹ Nhân rủ con gái lên đồ nhận xế hộp. Trên trang cá nhân, Trương Mỹ Nhân vừa khoe loạt hạnh khắc tư tắn trong ngày nhận xế hộp cùng ái nữ đầu lòng. Người đẹp lên đồ xinh đẹp và khoe trọn nụ cười rạng rỡ khi đón thêm niềm vui mới. Thế là sau thời gian tích góp, cô có thể sở hữu riêng chiếc xe đầu tiên. Đây cũng là món quà cô dành tặng con gái với dòng trạng thái tình cảm. Mẹ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con biểu cảm đáng yêu của bona trong ngày nhận xe với mẹ bona chính là món quà vô giá của trương mỹ nhân nên cô muốn dành những thứ tốt nhất cho con hai mẹ con tình cảm trong ngày nhận xe dù xuất phát điểm không dư giả khi gánh nợ cho mẹ nữ chính duyên kiếp vẫn tự mình vươn lên để có những thứ tốt nhất ở hiện tại thời gian gần đây cô liên tục khiến dân tình lát mắt khi hết nhá hàng cơ ngơi hoành tráng đến mua xế hộp tiện di chuyển có vừa tậu biệt thự đắt đỏ xây vòng riêng cho bé thiết kế sang trọng cơ ngơi mới của trương mỹ nhân nữ diễn viên mua quà tặng con gái có thể thấy trương mỹ nhân cố gắng kiếm tiền để thiên thần nhí sung túc để có được hạnh phúc như hiện tại trương mỹ nhân phải đánh đổi rất nhiều và từng tiết lộ suýt không qua khỏi vì sinh con ở độ tuổi còn khá trẻ cộng thêm việc chưa thực sự sẵn sàng làm mẹ khiến người đẹp gặp nhiều hoang mang Thế nhưng cô vẫn quyết định đón thiên thần nhí Dù chẳng mong đối tác chịu trách nhiệm Cô từng nguy kịch vì sinh con Nhưng nghĩ đến bé nên cố gắng Nữ nhân viên kể về giây phút nguy kịch khi vượt cạn Trong buổi phỏng vấn Cô tâm sự về hành trình đi sinh nở Nhiều trắc trở của mình Cụ thể trong lúc đang dọn dẹp Cô chuyển dạ và phải nhập viện sinh gấp Trương Mỹ Nhân cho biết mình suýt không qua khỏi trên bàn sinh vì không đủ hơi, sức để sinh thường tuy nhiên vì con gái sinh non có nguy cơ bị ngộp người đẹp vẫn phải nỗ lực đến hơi thở cuối cùng may mắn cả mẹ và con đều an toàn dù không yêu cầu nửa kia chịu trách nhiệm trương mỹ nhân vẫn có bạn trai tâm lý anh phụ giúp nữ diễn viên trong con phía ngọc hưng cầu hôn bạn gái và mong cho cô danh phận hiện tại mọi khó khăn đều qua đi trương mỹ nhân từng ngày vui vẻ bên nửa kia và nhóc tì phía ngọc hưng cũng bày tỏ nguyện vọng sớm rước nàng về dinh để cho cô một danh phận chính thức dù chưa tổ chức hôn lễ, Trương Mỹ Nhân vẫn đang hạnh phúc bên bạn trai phía Ngọc Hân và con gái Bona. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bình dị của tổ ấm nhỏ. Từng có quá khứ cơ cực, người đẹp nay hưởng viên mãn vì tìm được đúng người. Thế vào đó, cô cũng được ngưỡng mộ khi liên tục tạo biệt thự đến xế hộp đắt đỏ. Trong cuộc sống, phụ nữ nên tự chủ kinh tế để không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Chỉ khi bản thân ưu tú thì mới có thể tìm người xứng đáng. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo